Chào anh em, tiếp tục video này em lên sóng với anh em một cục mô bin sườn quay thái 110 đời 2000. Cục này phải gọi là siêu cọp nha anh em. Zoom bự xíu cho anh em coi cái bát của nó nè. Cái bát là 7 màu nha anh em. Đó. Nói chung hàng này không phải dễ kiếm nha anh em. Cái bát không mình không có quyết định, nhưng mà anh em coi cái mình của nó nè. Đó, tách FNL 504 CDI Thái Lan. Em quay chậm chậm cho anh em coi nè. Cái này nó dính đất, cái này em chưa có chà rửa gì sạch chân. Cái mình không miếng chạy luôn nha anh em. Tháng 5 năm 2000. Đó. Hàng tiễn cực đẹp. Để dành cho anh em vô xe cọp xe beo luôn. Thun cao áp là chưa tét luôn. Cái bát là 7 màu chiếu chiếu luôn nha. Đó. Em đã ghép cái chụp bugi này vô rồi nè. Chụp bugi hàng mới nè anh em. NGK chụp bugi co lơi nè. Đó. Tại vì anh em biết không, đa số mà mình mua cục mô bin về là mình bị ăn cái chụp bugi gá trơn à. Mà chụp bugi theo xe á, mấy cái đầu này nó bị găng hết trơn, nó hết có dẻo rồi, đi nước hết ngon rồi. Chơi chụp bugi mới cho nó whip, đầu này nó mềm, bao anh em đi luôn. Thái Lan. NGK. Đó. Cục mô bin cọp này nè, luôn cái chụp bugi này em bán cho anh em giá 800. Còn anh em mua cái cục mô bin lẻ này em bán 600.000 anh em. Cục mô bin này rất là whip nha. Bao whip cho anh em luôn. Đó. Không đứt nối gì hết nha. Chào anh em nha. Rồi ba là